phần thi ứng xử năm 16 tuổi của Hoa hậu Hạc Kiều Anh bỗng gây sốt trở lại. Sau 31 năm, phần thi ứng xử của Hạc Kiều Anh vẫn được khen ngợi là một trong những phần trả lời hay nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc. Gần đây, khi Hoa hậu Ý Nhi vướng ồn ào về loạt phát ngôn trong các cuộc giao lưu trên truyền thông, nhiều khán giả đặt dấu hỏi về trình độ, kỹ năng giao tiếp của Ý Nhi nói riêng và các Hoa hậu, Á hậu nói chung. Giữa ồn ào này, phần thi ứng xử của Hoa hậu Hạc Kiều Anh trong chung kết cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong, tiền thân của Hoa hậu Việt Nam năm 1992 bất ngờ gây sốt trở lại trên mạng xã hội. Tại cuộc thi này, Hạc Kiều Anh là một trong ba thí sinh bước vào phần thi ứng xử. Cô bốc thăm được câu hỏi, người đoạt vương miện Hoa hậu lần này, theo bạn đã là người đẹp nhất nước ta chưa? Hạc Kiều Anh bình tĩnh đưa ra câu trả lời, người đoạt vương miện Hoa hậu lần này chỉ là người đẹp nhất trong tất cả thí sinh đã tham dự cuộc thi. Trong cả nước ta và ngay cả những bạn gái đang ở hàng ghế dưới kia còn có rất nhiều người đẹp. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, các bạn không thể tham gia cuộc thi hôm nay. Phần ứng xử của Hạc Kiều Anh được ban giám khảo đánh giá cao vì sự thông minh, nhanh nhạy và khiêm tốn. Cô cũng nhận tràng vỗ tay cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người đẹp đăng quang Hoa hậu cùng giải phụ ứng xử hay nhất. Hai thí sinh còn lại trong top 3 là Vi Thị Đông, Nguyễn Minh Phương lần lượt đoạt Á hậu 1 và Á hậu 2. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho câu trả lời ứng xử của Hạc Kiều Anh 31 năm về trước. Thời điểm đó, cô mới chỉ 16 tuổi nhưng phong thái chững chạc, từ tốn. Sự khéo léo trong giao tiếp đã giúp người đẹp ghi điểm ở phần thi ứng xử và đăng quang một cách thuyết phục. Một số bình luận, Hoa hậu ngày xưa tài sắc vẹn toàn, câu trả lời ứng xử giản dị nhưng thông minh, đăng quang xứng đáng, 31 năm nhưng xem lại vẫn thấy thuyết phục, 16 tuổi nhưng chững chạc, khéo léo, ngưỡng mộ quá. Năm 2020, khi chia sẻ lại kỷ niệm về cuộc thi Hoa hậu, Hạc Kiều Anh từng chia sẻ, tôi thấy mình quá may mắn, chưa bao giờ tôi quên được khoảnh khắc này. Trong bối cảnh lùm xùm xoay quanh các Hoa hậu, nhiều khán giả cho rằng các người đẹp ngày nay cần học hỏi thế hệ đi trước về văn hóa ứng xử. Công chúng kỳ vọng các Hoa hậu thời hiện đại cần hội tụ đủ những yếu tố từ ngoại hình đến tri thức. Hạc Kiều Anh sinh năm 1976, quê Hà Nội, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992, tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi vừa tròn 16 tuổi và trở thành Hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Lúc bấy giờ, cô là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Hạc Kiều Anh chuyển hướng kinh doanh nhưng vẫn xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí. Cô thường tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo trong một số cuộc thi Hoa hậu. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!